Mọi người thấy là trái bí khổng lồ nha. Trời ơi, trái bự nhất là nằm chính giữa nha. Mỗi trái nó đi số khí hết trơn nha. Có thấy trái bầu nằm dài dưới không? Trái bầu 3 mét luôn. Trái bí là trái bí chính giữa này lớn nhất này nha. Trái bí đây là 1 tấn ha. Lần đầu tiên ở tiểu bang này trồng một trái bí lớn nhất nước Mỹ. Hello Mai. Say hi. Chụp tấm hình nào chưa? Chiến trường Đông Bắc và miền Nam ok giữ sinh phúc. Hai ngày nay, kính thưa bạn, từ quân đội ok đã chặt thùng nhiều phòng tuyến mà nó quân đội.